công ty ô tô ở Ngọc có những loại bình dầu nào? Mời các bác theo em nhé. Thùng dầu chính hãng hợp kim nhôm, dung tích 400 lít đi cùng các phụ kiện như sau: pha báo dầu, lắp bình dầu đã đi kèm theo chìa khóa, giá đỡ bình dầu với thép chịu lực siêu dày. Ngoài ra công ty chúng tôi còn nhập khẩu phân phối các loại bình dầu như 560 lít hợp kim nhôm, 600 lít hợp kim nhôm, loại 700, 800 lít. Các bác có nhu cầu với các sản phẩm của bình dầu nhiên liệu thì các bác có thể vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại Miên Tài, hoặc các bác có thể để lại bình luận ở phần nhận xét. Công ty của em có 2 cơ sở, cơ sở 1 ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, cơ sở 2 ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.